Sáng nay, kỳ họp thứ bảy Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc trọng thể. Dưới sự chủ trì của Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân dự kỳ họp có ủy viên ban chấp hành trung ương đảng bí thư thành ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội đơn vị thành phố đà nẵng nguyễn văn quảng phó bí thư thành ủy chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố lê trung chinh và chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố ngô xuân thắng phát biểu khai mạc kỳ họp Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, từ đầu năm đến nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố thường xuyên đổi mới trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là trong công tác giám sát, xây dựng nghị quyết, chất lượng công tác giám sát ngày càng được nâng cao, nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm, so với yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của cử tri. Tại kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân thành phố dự kiến xem xét, cho ý kiến đối với 145 tài liệu, dự kiến thông qua 40 tờ trình, nghị quyết trên các lĩnh vực. Đây cũng là kỳ họp mà Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ có nhiều đổi mới với khối lượng công việc rất lớn, đề nghị các vị đại biểu đồng nhân thành phố phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu sâu để thảo luận đề xuất các giải pháp chính sách thiết thực, có hiệu quả, khắc phục hạn chế, tiếp tục thực hiện tốt chủ đề năm 2002, năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế xã hội, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình dự án trọng điểm, giải ngân vốn đầu tư công, công tác quy hoạch, quản lý đô thị, tài nguyên môi trường, giải quyết các vấn đề dân sinh, công tác cải cách hành chính, tổ chức mô hình chính quyền đô thị, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong kỳ họp lần này, Hội đồng nhân thành phố cũng sẽ có nhiều đổi mới để nâng cao chất lượng thảo luận chất vấn như đã xin ý kiến các vị đại biểu, trong đó tập trung lựa chọn những vấn đề cụ thể để phân công trả lời chất vấn chuyên sâu, gắn với đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nội dung cam kết của lãnh đạo các sở ngành thành phố khi trả lời chất vấn tại các kỳ họp trước đây. Do đó, đề nghị các đồng chí đại biểu lưu ý để triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng hiệu quả của kỳ họp. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố, 6 tháng đầu năm 2022, nhìn chung kinh tế thành phố dần phục hồi và có những khởi sắc, nhất là các hoạt động du lịch đang phục hồi mạnh mẽ, tạo động lực để kinh tế thành phố lấy lại đà tăng trưởng. Quý 2 năm 2022 tăng trưởng 12,37% và 6 tháng tăng trưởng 7,23% so với năm 2021. Các lĩnh vực chỉ tiêu về thu hút đầu tư trong nước, phát triển doanh nghiệp, thu ngân sách, doanh thu vận tải, thông tin và truyền thông, xuất khẩu phần mềm, huy động vốn của các tổ chức tín dụng đã kết quả tích cực, tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Tình hình sản xuất kinh doanh được cải thiện, thành phố đã tổ chức điều hành thu chi ngân sách theo dự toán được giao, đảm bảo sử dụng ngân sách tiết kiệm, đúng chế độ quy định, chủ động nguồn chi đầu tư xây dựng cơ bản các công trình quan trọng trong điểm của thành phố. Phiên họp đã nghe đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố báo cáo về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022 và ý kiến kiến nghị của cử tri thành phố. Trong đó kiến nghị Hội đồng nhân dân thành phố tăng cường giám sát một số vấn đề liên quan đến việc thực hiện mô hình chính quyền đô thị ở các quận phường. Kiến nghị về chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và nguồn lực hỗ trợ cho các nhóm đối tượng. Kiến nghị giải quyết những vướng mắc tồn động của các vấn đề mà cử tri kiến nghị nhiều lần, xong chưa thực hiện được vấn đề về nhà ở bảo hiểm xã hội, chính sách an sinh dành cho công nhân lao động và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đánh giá, kỳ họp lần này diễn ra trong bối cảnh thành phố đang vượt qua nhiều khó khăn thách thức. Những kết quả đạt được qua 6 tháng đầu năm là rất quan trọng, tạo nền tảng vững chắc để Đà Nẵng tiếp tục phát triển xứng với kỳ vọng. Bí thư Thành ủy cũng đánh giá cao vai trò và các chương trình hoạt động đã triển khai của Hội đồng nhân dân thành phố thời gian qua. Đồng thời đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp này tiếp tục tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá toàn diện tình hình về các kết quả đạt được, các mặt hạn chế, chỉ ra những khó khăn, nguyên nhân khách quan, lẫn chủ quan, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra các giải pháp để hoàn thành các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm nay. Trong điều chỉnh bổ sung danh mục nguồn vốn bố trí cho kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố cần xem xét lựa chọn những công trình, dự án thật sự cần thiết cấp bách, có trọng tâm, trọng điểm, không giàn trải để đảm bảo nguồn lực khi triển khai thực hiện, đóng góp tích cực vào cho tăng trưởng của thành phố. Và đây là một trong những cái nhiệm vụ mà được Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh và coi đây là những cái cơ sở động lực để chúng ta thúc đẩy cái quá trình phát triển của thành phố. Qua gần một năm triển khai thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị theo nghị quyết 119 của Quốc hội và nghị định số 34 của Chính phủ bước đầu đã đạt được những kết quả. Công tác phân cấp ủy quyền được tăng cường, đảm bảo được sự ổn định, thông suốt, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước tại quận phường. Tuy nhiên, hiện nay chúng ta đang gặp phải nhiều khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Vì vậy, đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố cùng với Ủy ban nhân thành phố, các cấp, các ngành cần tập trung giả soát, nghiên cứu các giải pháp để khắc phục các khó khăn vướng mắc nhằm phát huy vai trò tính ưu việt của mô hình cũng trong phiên họp sáng nay, các đại biểu đã nghe các báo cáo về kết quả kỳ họp thứ ba của Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị cử tri từ sau kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố, báo cáo về hoạt động của thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Báo cáo thẩm tra của các bang về kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng Nhân dân thành phố, về công tác triển khai đồ án quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm năm Kết quả giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, kết quả giám sát việc thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng.